vị và các bạn đang đến với bản tin trưa ngày 10 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình Viên Thức. Bản tin trưa nay gồm các nội dung đáng chú ý sau: Thủ tướng các bang khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan; SCIC và VTV muốn rút lui khỏi dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới; bắt hai tàu sang mạng dầu trái phép trên biển; tuần lễ cấp cao APEC phát động chiến dịch nụ cười Đà Nẵng; Iraq tuyên bố giải phóng Mosul; hàng không Kuwait và Jordan được gỡ bỏ lệnh cấm laptop; cháy khu chợ hơn 1.000 cửa hàng ở Anh. Chiều tối ngày 9 tháng 7, theo giờ địa phương tại thủ đô La Hay, Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam đã đến thăm và cắt băng khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại La Hay. Tiếp đó, Thủ tướng đã có buổi trò chuyện thân mật với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập tại Hà Lan. Trước đó, chiều tối ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Amsterdam bắt đầu chuyến thăm Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte. Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ tháng 2 năm 2015, Thủ tướng đã đồng ý cho VTV và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC lập công ty cổ phần tháp truyền hình Việt Nam để tham gia dự án này. Tuy nhiên, tại công văn ngày 22 tháng 5 năm 2017 của VTV cho biết hiện nay cần tập trung ưu tiên đầu tư cho sản xuất chương trình và phát triển kinh doanh và đề nghị thoái toàn bộ hoặc phần lớn vốn lại công ty. VTV cho hay, SCIC cũng có chủ trương rút 100% vốn khỏi công ty cổ phần tháp truyền hình Việt Nam do dự án xây dựng tháp truyền hình không nằm trong danh mục hiện hữu mà nhà nước cần chi phối hoặc đầu tư có vốn. Chiều ngày 9 tháng 7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vùng 4 cho biết đơn vị vừa tuần tra bắt quả tang hai tàu, gồm có một tàu cá Việt Nam và một tàu của Thái Lan, có hành vi săn mạn dầu trái phép trên vùng biển khu vực Đông Nam Hòn Khoai thuộc Cà Mau. Tàu Thái Lan mang số hiệu Rasky 777 do Sujin Ketun, 47 tuổi, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 9 thuyền viên người nước ngoài, đang chở khoảng 300.000 lít dầu nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Tàu cá Việt Nam mang số hiệu BT98144TS, trên tàu có 6 thuyền viên, không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, trên tàu chở khoảng 6.000 lít dầu đeo. Lực lượng cảnh sát biển vùng 4 đã lập biên bản tạm giữ hai phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương đang phát động chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng nhằm vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, mỗi người dân trở thành đại sứ văn hóa, nhằm tạo ấn tượng đẹp trong tuần lễ cấp cao APEC 2017. Ông Tuấn cho hay, để phục vụ chu đáo cho sự kiện này, thành phố mở nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là bồi dưỡng ngoại ngữ, giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên thường xuyên túc trực ở sân bay, bến tàu, bến xe, lễ tân, khách sạn. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, quân đội nước này đánh bại các tay súng của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng tại thành phố Mosul sau cuộc chiến kéo dài gần 9 tháng, chấm dứt 3 năm IS chiếm giữ tại thành phố này. Tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Iraq nêu rõ, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thủ tướng Haider al-Abadi đã đến thành phố Mosul vừa được giải phóng để chúc mừng các chiến sĩ anh hùng cùng người dân Iraq đã giành chiến thắng vĩ đại này. Thắng lợi này được xem là có nghĩa rất lớn, bởi sau Mosul thì IS không còn cứ điểm nào ở Iraq. Hai hãng hàng không Kuwait Airways và Royal Jordani vừa công bố đã gỡ bỏ được lệnh cấm mang laptop trên máy bay trong những chuyến bay tới Mỹ. Theo đài BBC, cả hai hãng hàng không đều cho biết họ đã đáp ứng được các yêu cầu của phía chính phủ Mỹ trong việc siết chặt các thủ tục rà soát an ninh trên các chuyến bay từ Kuwait và Jordan tới Mỹ. Tháng 3 năm nay, chính quyền Mỹ đã áp đặt lệnh cấm mang laptop và các thiết bị điện tử cỡ lớn trên các chuyến bay thẳng từ 8 quốc gia Hồi giáo tới Mỹ với lý do phòng ngừa khủng bố giấu bom trong các thiết bị này. Ngọn lửa lớn xuất hiện tại khu chợ Camden, London vào sáng sớm nay, tạo ra cột khói lớn bốc lên trời. 10 xe cứu hỏa cùng hơn 70 lính cứu hỏa đã được điều động đến chợ Camden dập lửa sau khi nhận được cuộc gọi báo tin vào đêm ngày 9 tháng 7. Ngọn lửa bao trùm một tòa nhà 3 tầng trong khu chợ, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Sở cứu hỏa London kêu gọi mọi người tránh xa chợ. Chợ Camden gần trung tâm London là một địa điểm thu hút du khách nổi tiếng. Khu chợ có hơn 1.000 cửa hàng, quầy ăn uống và địa điểm giải trí. Camden từng bị cháy lớn năm 2008 khi khu chợ phải đóng cửa trong vài tháng. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 10 tháng 7 năm 2017. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.